Chúng ta đang trở lại với set thi đấu thứ hai trận bóng chuyền Hay Nam giữa xã Trung Hội và xã Đồng Thịnh. Trận đấu nằm trong khuôn khổ giải bóng chuyền hơi huyện Thiệu Hóa năm 2020. Các vận động viên xã Trung Hội sau khi đổi sân sẽ ở phía bên tay trái màn ảnh chúng ta đang theo dõi trong trang phục áo màu đỏ. Bên kia sân là các vận động viên Đồng Thịnh trong trang phục áo màu trắng. Kết thúc trận đấu đầu tiên, Trung Hội đã giành chiến thắng trước Đồng Thịnh với điểm số 21-16. Trọng tài đang kiểm tra lại vị trí đội hình của hai đội. Mọi thủ tục của trận đấu đã xong, Trung Hội là đội phát bóng. Set 2 đã bắt đầu. Chủ công Đồng Thịnh vừa rồi đã có một pha xử lý đầu tiên và bóng lật lưới. Như vậy điểm số cho Đồng Thịnh 1-0. Đồng Thịnh tiếp tục xử lý bóng. Đó là tình huống xử lý của chủ công số 25 Trung Kiên, đội Đồng Thịnh. Hai pha bóng liên tiếp đã ghi điểm cho Đồng Thịnh, lúc này đã là 2-0. Vâng, lần này thì Trung Hội đã có một tình huống ra tay của chủ công số 11. Pha bóng đã rất căng. Tuy nhiên các vận động viên Đồng Thịnh đã không tổ chức bám chắn. Điểm cho Trung Hội là 1-2. Đồng Thịnh xử lý bóng ra ngoài. Điểm số cho Trung Hội 2-2. Thì bóng về phía cuối sân. Pha bóng với lực là không mạnh, nhưng các vận động viên Trung Hội đã không thể theo kịp. Có vẻ như chủ công Trung Hội sau khi kết thúc set đấu đầu tiên thì bước vào set đấu thứ hai, Trung Hội đã quyết định thay đổi chiến thuật và tích cực chuyền bóng cho số 11 để dứt điểm. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của set đấu này. Vậy là trọng tài đã thổi lỗi Trung Hội. Tình huống tiếp bóng đã bị dính bóng. Đồng Thịnh vừa lên dẫn điểm 4-3. Pha bóng rất nguy hiểm, hai vận động viên số 2 và số 8 Trung Hội đã nhầm bóng nhỏ. Một tình huống vít bóng. Đó là tình huống số 80 Đức Mạnh của Đồng Thịnh. Tuy nhiên thì trọng tài vẫn quyết định điểm số thuộc về Đồng Thịnh, đó là 5-3. Xử lý bóng không qua lưới. Một pha tiếp bóng thiếu cảm giác. Đó là tình huống xử lý của số 4 Trung Hội. Đồng Thịnh chặn bóng để lọt tay. Trọng tài đã thổi còi. Chúng ta hãy chờ đợi quyết định của trọng tài. Vâng, pha bóng vừa rồi đó là trọng tài cho Trung Hội phát bóng lại. Điểm vẫn đang là 5-6.
Hội cho Đồng Thịnh dứt điểm. Vậy là bóng đã lọt tay trắng. Điểm cho Đồng Thịnh 7-5. Rất tiếc, vừa rồi Đồng Thịnh đã tổ chức bám chắn với ba chắn. Bóng mặc dù đã chạm tay nhưng lại ra ngoài. Lúc này thì Trung Hội đã rút ngắn khoảng cách điểm số còn là 1 điểm. Điểm trên sân đang là 7-6. Xin lỗi là 6-7. Nhưng về Đồng Thịnh, bóng đã ra ngoài. Đó, xin lỗi quý vị, trọng tài xác định bóng đã chạm tay của Trung Hội. Đồng Thịnh vừa lên dẫn điểm là 8-6. Trọng tài thổi lỗi dính bóng. Rất tiếc, một pha xử lý bóng có ý đồ của chủ công số 25 xã Đồng Thịnh nhưng bóng lại đi ra ngoài. Điểm cho Trung Hội là 7-9. Đức Mạnh có một pha bỏ nhỏ không thành công. Điểm số cho Trung Hội là 8-9. Và quý vị đang theo dõi trận đấu diễn ra giữa đội Đồng Thịnh và xã Trung Hội. Trận đấu đang được tổ chức tại sân nhà thi đấu thể dục thể thao mới của huyện Định Hóa. Trên sân lúc này đang có 4 đội đang thi đấu ở trên 4 sân. Và đây là một giải đấu đầu tiên của bóng chuyền hơi được tổ chức trong nhà thi đấu sau khi nhà thi đấu được cắt băng khánh thành. Vâng, tình huống đập bóng rất tốt của số 11, Trung Hội. Bóng đi đúng vị trí của chủ công số 25, Đồng Thịnh. Pha bóng với lực khá mạnh. Và các vận động viên Đồng Thịnh đã không tổ chức bám chắn. Trung Hội đã vươn lên dẫn điểm là 19. Đồng Thịnh chất bóng tốt. Điểm số lại cân đều là 10 đều. Đồng Thịnh chắn bóng để lọt tay. Và lần nữa là Trung Hội lại vươn lên dẫn điểm 11-10. Đồng Thịnh đập bóng ra ngoài. Điểm cho Trung Hội 12-10. Như vậy là set đấu thứ hai, hai đội đang thi đấu sôi động hơn rất nhiều với set đấu đầu tiên. Trung Hội đã tích cực đưa ra nhiều tình huống đập bóng hơn. Đúng ra Trung Hội sẽ phải phát huy những lợi thế của mình, bởi trên sân họ ít nhất cũng có một chủ công số 11. Với những tình huống đập bóng với lực là khá mạnh, ít nhiều sẽ gây khó khăn cho Đồng Thịnh. Tuy nhiên thì trong suốt cả set đấu đầu tiên thì Trung Hội vẫn chưa tận dụng được lợi thế của mình.
Pha bóng rất nhẹ nhàng. Tình huống xử lý của số 3 Đồng Thịnh. Và phía bên trung hội dường như hai vận động viên đã nhường bóng. Bóng đã rơi tự do và điểm cho Đồng Thịnh là 11-13. Đồng Thịnh chắn bóng ra ngoài. Đồng Thịnh xử lý bóng không qua lưới. Tiếp tục là điểm cho Trung Hội 15-11. Đã xuất hiện trái bóng thứ hai trên sân và trọng tài cho trận đấu tạm dừng. Trung Hội phải phát bóng lại và điểm số vẫn là 15-11. Bóng đã chạm tay trắng của Đồng Thịnh. Và đúng là Trung Hội đã có sự thay đổi về lối chơi. Các vận động viên vị trí chuyền hai đã tích cực chuyền bóng hơn cho chủ công của mình. Và lúc này Trung Hội đã có điểm số thứ 16. Đồng Thịnh đập bóng ra ngoài. Và bóng không hề chạm tay Trung Hội. Điểm số cho Trung Hội 17-11. Và thêm một lần nữa, các vận động viên của Trung Hội thiếu tập trung. Đồng Thịnh có điểm số thứ 12. Lần này thì điểm số đã dành cho Đồng Thịnh sau một tình huống đa tay của chủ công số 11 Trung Hội bóng đi ra ngoài. Vâng, vậy là trọng tài đã thổi bắt lỗi vận động viên Trung Hội vừa chạm lưới trong tình huống giao tranh vừa rồi. Điểm cho Đồng Thịnh là 14-17. Ngay sau điểm thua thì Trung Hội đã buộc phải xin hội ý lần thứ nhất ở trận đấu này. Thưa quý vị và các bạn, kênh ATK miền quê Vui Nhộn trong thời gian tiếp theo sẽ tiếp tục đăng tải các trận đấu về nội dung bóng chuyền cũng như là bóng chuyền hơi. Nếu như quý vị quan tâm thì hãy vui lòng nhấn nút để ủng hộ kênh và đồng thời là nhận thông báo khi trận đấu được đăng tải. Kênh xin gửi tới quý vị những giải đấu hấp dẫn nhất. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Như vậy là thời gian hội ý đã hết và hai đội đã trở lại sân. Đồng Thịnh phát bóng điểm số 14-17. Trung Hội đập bóng rất tốt. Bóng đi rất khó với lực rất mạnh. Vậy là Trung Hội đã có điểm số thứ 18.
Bóng chạm tay chắn của Trung Hội ra ngoài. Quyền phát bóng cho Đồng Thị. Điểm số 15-18. Bước vào trận đấu này thì Trung Hội được ban tổ chức đánh giá cao hơn. Và sách đấu thứ nhất họ đã giành chiến thắng trước Đồng Thị 21-16. Ở sách đấu này thì với điểm số hiện tại họ đang dẫn trước 4 điểm. Thêm lần nữa thì Đồng Thịnh có tình huống đập bóng ra ngoài của số 80 Đức Mạnh. Trung Hội có điểm số thứ 20. Như vậy là thế trận dường như đã thuộc về các vận động viên xã Trung Hội. Họ chỉ còn cách trận đấu này một điểm số nữa. Kết thúc. Như vậy là Đồng Thịnh đã phòng thủ kịp thời, bóng vẫn trong cuộc. Tình huống dứt điểm thứ hai. Và lần này thì đã thành công. Bóng đã chạm tay trắng Đồng Thịnh ra ngoài và điểm cho Trung Hội là 21-15. Một sách đấu thứ hai với tình huống thi đấu có sự sôi động hơn rất nhiều. Và đây Trung Hội đã giành chiến thắng chung cuộc ở trận đấu này với tỷ số là 2-0. Các vận động viên Đồng Thịnh cũng đã cố gắng thi đấu hết mình. Và đây có thể nói là một sự thành công ngoài mong đợi của Đồng Thịnh. Như vậy là trận đấu này thì đến đây đã kết thúc. Quý vị chúng ta sẽ cùng lại gặp lại nhau ở những giải đấu tiếp theo. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.